trong đó luyện tập. Cây có gốc, nước có nguồn,
cây có gốc mới nở cành xanh ngọn, không có ảnh. Nước có nguồn mới biển rộng sông sâu. Người ta nguồn gốc ở đâu, có tổ tiên trước sao mới có mình. Công tổ tiên tác thành từ trước, con cháu sau mới được hiển vinh. Ai ơi nên khéo giữ mình, ở ăn hiền lành để đức cháu con. Đó. Như vậy thì cái bài này quý vị nghe nó rất là thường, dễ thuộc, dễ nhớ, nhưng mà nó thiết yếu vô cùng. Bởi vì tất cả chúng ta ngày nay được có mặt ở trên thế gian này, có người nào bỗng dưng mà có không? Chắc không có cái bỗng dưng có. Cũng như cái cây mà được nở cành xanh ngọn thì từ cái gốc mà ra. Nước ở sông, ở biển được đầy tràn cũng từ mấy cái nguồn mà tuôn xuống. Như vậy thì tất cả chúng ta có mặt ở đây đều có gốc, có nguồn, như cây, như nước. Như vậy thì nguồn gốc chúng ta là gì? Là tổ tiên của mình. Như vậy thì tổ tiên của mình đã sinh ra ông bà cha mẹ chúng ta rồi mới tới chúng ta. Như vậy thì ai ai cũng có nguồn, ai ai cũng có gốc. Như vậy thì chúng ta đã có nguồn có gốc thì chúng ta phải nghĩ thế nào? Trước tiên là chúng ta phải nghĩ nhờ tổ tiên, nhờ ông bà cha mẹ mà ngày nay chúng ta thành người, chúng ta khôn lớn. Như vậy thì cái hình hài này, cái kiến thức này đều là do cái người trước đã nuôi dưỡng chúng ta, cho nên chúng ta mới được, mới có. Như vậy thì khi chúng ta đã được cái hình hài này, được cái kiến thức này rồi, thì chúng ta cần phải làm sao? Cần phải khéo gìn giữ, khéo sống cho nó đúng với cái đạo nghĩa. Để làm sao? Để cho mai này con cháu chúng ta nó trở thành những người hay, người tốt, để tiếp tục cái giống nòi của con người Việt Nam. Như vậy thì bài ca dao chỉ nhắm xây dựng một con người vừa là biết ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ đến lo cái bổn phận của mình làm sao xứng đáng là người cha, người mẹ cho đám trẻ sau kia. Thì như vậy đó là cuộc sống rất đầy đủ tình nghĩa con người. Như vậy thì đối với con người, tổ tiên chúng ta hay là người xưa đã dạy chúng ta ăn ở như vậy, thì ở trong đạo đức chúng ta lại có những cái gì? Đó là tôi trở lại cái nguồn gốc của những người tu Phật chúng ta, từ người xuất gia cho đến người tại gia. Chúng ta phải nhận rõ cái bổn phận của mình, biết rõ được cái ý nghĩa của người xưa để lại cho mình cái gì, để mà chúng ta lo vừa là nhớ ơn người xưa, vừa là làm tròn bổn phận của mình với hiện tại, thì như vậy mới xứng đáng. Như vậy thì nếu nói lại cái ơn của người xưa
thì ở đây chúng tôi nhắc cho quý vị thấy chúng ta đang ngồi ở trước sân chùa Lưỡng Xuyên. Như vậy thì chùa Lưỡng Xuyên này từ đâu mà ra? Thực ra đọc sử gọi là Phục Hưng Phật Giáo Miền Nam thì quý vị sẽ thấy rõ cái công của các tổ. Các ngài đã nhiều công, nhiều sức gom góp để mà gây dựng cái chùa Lưỡng Xuyên này, và cái ý nghĩa của nó rất là thâm hậu đối với cái đoàn người sau của chúng ta. Trước hết thì tôi nói chùa Lưỡng Xuyên là cái nôi để phục hưng Phật giáo miền Nam. Vì xưa kia Phật giáo chia ba miền: miền Nam, miền Trung, miền Bắc. Như vậy thì chùa Lưỡng Xuyên này là cái nôi để phục hưng hay là để chấn hưng Phật giáo miền Nam. Mà tại sao lại đặt tên là chùa Lưỡng Xuyên, hay là hội Lưỡng Xuyên, hay là trường Lưỡng Xuyên? Ba cái đó vừa là chùa, vừa là hội, vừa là trường. Bây giờ trước hết thì nói cái ý nghĩa Lưỡng Xuyên. Lưỡng là hai, xuyên là con sông. Vì cái ngôi chùa này do các tổ từ sông Tiền, sông Hậu chung sức lo gầy dựng, lập lại cái nền Phật giáo miền Nam cho có cái cơ bản, cho có một cái trình độ nhận thức Phật Pháp đúng đắn. Cho nên các ngài hợp tác để xây dựng cái ngôi chùa Lưỡng Xuyên, hay là hội Phật học Lưỡng Xuyên, hay là cái trường Lưỡng Xuyên. Đó. Vì vậy mà cái chùa này nó được ghi dấu, đánh dấu là cái nôi để phục hưng Phật giáo miền Nam. Như vậy thì cái chùa Lưỡng Xuyên này hay là cái hội Lưỡng Xuyên này nó ra đời từ năm 1935. Cái chùa có trước nhưng mà sau này mới đổi thành hội Lưỡng Xuyên. Như vậy thì từ năm 1935 tới ngày nay nó đã được bao nhiêu năm? 65 năm rồi. Nhưng mà cái chùa cách trước đó thời gian cũng dài, cho nên ngày nay qua 70-80 năm thì cái chùa sao? Nó không còn đủ sức để mà đứng vững nữa, mà nó sẽ hư hoại từng phần đó. Như vậy thì chùa mà được đặt cái hội Lưỡng Xuyên Phật học, hay là được mở cái trường Lưỡng Xuyên Phật học là từ năm 1935. Những nhân vật nào đứng ra lo những cái công tác này thì trong đây có kể rất rõ, nhưng mà chúng tôi không có đủ thời giờ để mà tra khảo hết. Nhưng mà chúng tôi được biết rất cụ thể là Hòa Thượng Khánh Hòa ở chùa Tiên Linh về bên Bến Tre, rồi chùa Hòa Thượng Huệ Quang ở chùa Long Hòa Tiểu Cần, và đến sư ông chúng tôi là Hòa Thượng Khánh An và Hòa Thượng Pháp Hải ở chùa ở trên Vĩnh Long, và cùng nhiều Hòa Thượng nữa chung lo để gây dựng lại cái nền tảng Phật giáo miền Nam. Nhưng mà trong đó thường trực nhất là Hòa Thượng Khánh Hòa, Hòa Thượng Huệ Quang, Hòa Thượng Pháp Hải và sư ông tôi là ngài Khánh An. Như vậy thì trong bốn vị Hòa Thượng thường trực đó thì tôi được cái duyên
gặp và biết rõ ba vị tức là sư ông chúng tôi và hòa thượng Huệ Quang và thượng Pháp Hải. Vì những lúc chúng tôi về đây giảng thì quý hòa thượng đều có mặt và làm chứng minh trên những buổi giảng của chúng tôi, cho nên chúng tôi biết rõ ba hòa thượng. Còn hòa thượng Khánh Hòa, ngài đã tịch trước rồi. Như vậy thì vì cái tương lai của Phật giáo miền Nam mà các hòa thượng trước đã dày công lo lắng xây dựng lại cái chùa Lưỡng Xuyên này và lập ra cái hội, đặt ra cái tờ báo, cũng tờ báo Lưỡng Xuyên Phật học đó. Tờ báo tên là Duy Tâm, rồi mở cái trường để là Phật học Lưỡng Xuyên. Như vậy thì cái công của người xưa đã nhọc nhằn gầy dựng thì chúng ta thấy không phải mỗi một việc làm nó được như ý, mà nó phải khó khăn, phải nhiều công nhiều sức mới có thể làm được. Mà các ngài đã không nể không ngại cái khó khăn công sức của mình mà cố gắng thành lập được cái hội Lưỡng Xuyên, thành lập được cái trường Phật học Lưỡng Xuyên, vân vân. Thì như vậy mới thấy người xưa vì Phật pháp, vì đạo mà lo cho tất cả người sau có nơi, có chốn tu học, lo cho người sau đọc hiểu được Phật pháp để cho đạo được vững bền, đạo được lâu dài. Thì đó là cái tâm nguyện của người đi trước. Như vậy thì chính nhờ quý hòa thượng, tức là quý sư cụ trước rồi, cho nên sau này, tức là giai đoạn thứ hai, là quý hòa thượng sau nương đức của quý sư cụ trước mà được thành tài, thành đức để mà duy trì Phật pháp ở đoạn sau. Thì như vậy, đoạn sau những người mà chúng tôi trực tiếp nhất, biết rành rõ nhất là Hòa Thượng Thiện Hòa và Hòa Thượng Thiện Hoa, tức là Thầy chúng tôi, và Hòa Thượng Hành Trụ vân vân. Một số Hòa Thượng đó là tới học tại Lưỡng Xuyên, xuất thân từ đây, rồi học xong ở đây mới ra Huế. Ra Huế rồi Hòa Thượng Thiện Hòa ngài lại ra Bắc nữa để học. Thì sau về mới mở ra cái trường Phật học Ấn Quang, Phật đường Ấn Quang. Như vậy thì quý vị thấy, nếu không có quý hòa thượng trước lo xây dựng cái nền tảng đầu là thành lập Lưỡng Xuyên hay là Phật học Lưỡng Xuyên, thì làm sao có quý hòa thượng kế để mà tiếp nối như hòa thượng Thiện Hòa và thầy chúng tôi và hòa thượng Hành Trụ vân vân. Như vậy thì nhờ người trước gầy dựng đào tạo mới có được những người sau. Vậy thì Lưỡng Xuyên đã tạo thành những con người để tiếp nối truyền bá Phật pháp, làm cho Phật giáo miền Nam được sáng sủa hơn, thịnh hành hơn. Đó là cái gốc ban đầu từ các cụ tổ trước, rồi sau mới tới những hòa thượng sau. Như vậy thì ngày nay chúng tôi được biết Phật pháp, biết tu hành, cũng như nhiều Phật tử hiểu được đạo là nhờ quý vị đi trước. Mà cái người đi trước gần chúng tôi nhất là hòa thượng giám đốc Thiện Hòa, hòa thượng phó giám đốc Thiện Hoa và quý hòa thượng mở trường Phật học Ấn Quang, cho nên chúng tôi mới được học, được hiểu. Nhờ được học, được hiểu, cho nên sau này chúng tôi mới có thể giảng, có thể dạy lại
cha chư tăng chư ni và quý phật tử hiểu. Thì như vậy chúng ta thừa kế cái gia tài của những bậc tiền bối để lại, nhờ cái gia tài đó mà chúng ta ngày nay mới biết mới hiểu. Thì như vậy chúng ta thừa hưởng cái gia tài mà dạt gia tài đó nó đang suy sụp, nó đang hư hao, thì chúng ta đứng mà nhìn để cho nó hư nó sụp hay là chúng ta phải làm sao? Đó là một cái trách nhiệm mà chúng tôi ngày nay phải tới để dự cái lễ này. Chúng tôi không bao giờ đành nhìn thấy cái công của người xưa gầy dựng rồi phải bị mai một. Thì chúng tôi muốn làm sao cái công của người xưa gây dựng ra, thì chúng ta là con, là cháu trong nhà phải làm cho nó được tồn tại lâu dài. Nếu không có hơn thì ít ra cũng bằng ở trước, chứ không để cho nó tiêu hoại. Do lẽ đó mà ngày lễ này chúng tôi phải có mặt để góp cái mặt của mình trong cái cuộc lễ, và đồng thời tùy theo khả năng mà chung lo với chư tăng ở đây. Như vậy thì quý vị mới thấy cái người biết bổn phận, cái người biết tu thì không ai mà không có cố gắng duy trì được cái ngọn đèn chánh pháp từ Đức Phật mà truyền mãi tới chúng ta. Đó là tôi nói tổng quát như vậy. Như vậy thì cái một lưỡng xuyên nó trải qua một thời gian từ năm 1935, nhưng sau này có một thời gian nó bị ẩn khuất đi cho đến năm 1958 hoặc là trước 1-2 năm gì đó, tôi nhớ đại khái. Thì tôi biết rõ Hòa Thượng Huệ Quang, Ngài thấy chúng tôi có xuống giảng ở tại chùa Phước Hòa, thì các Ngài mới khuyên Phật tử ở đây cố gắng mở trường Phật học. Do đó mà Phật tử ở tại Lưỡng Xuyên hay là ở tại Trà Vinh này hợp tác mở trường Phật học, một là tại Lưỡng Xuyên, hai là tại Phước Hòa khoảng năm 1958, tức là nó được tái lai. Nhưng mà khi đó thì Hòa Thượng, tức là sư cụ Huệ Quang, yếu quá rồi, không có đảm đang được, mà giao qua cho giáo hội. Lúc đó là Hòa Thượng Thiện Hòa chịu trách nhiệm cử người xuống đây dạy. Cho nên ở Lưỡng Xuyên thì lập sau Phước Hòa, Phước Hòa lập trước, cho nên Hòa Thượng cử thầy Tịnh Đức xuống ở dạy, coi như là làm hiệu trưởng của trường. Nhưng rất tiếc thầy dạy mới có một năm thì thầy bệnh, bệnh rồi thầy tịch, cho nên tôi được cử về đây thế cho thầy. Và đồng thời ở bên Lưỡng Xuyên mở lớp nữa thì cử thầy Từ Thông về đây. Thì như vậy chúng tôi về đây giảng dạy là từ khoảng năm 1958-59 ở Lưỡng Xuyên và ở Phước Hòa. Thì ngày nay quý vị thấy chúng tôi làm được một chút ít Phật sự, thì nhờ cái người đi trước gần nhất là quý Hòa Thượng Thiện Hòa, quý Hòa Thượng Thiện Hoa vân vân. Còn nếu xa đi chút thì đó là quý sư cụ trước. Rồi chính nhờ chúng tôi hiểu được Phật pháp cho nên ngày nay mới có những người tiếp nối chúng tôi, là như ở đây thì có trụ trì bây giờ hiện thời là cái người
cùng học ở Phước Hòa và như ở trên Vĩnh Long thì người làm thị sự trưởng của Vĩnh Long là Đắc Pháp. Như vậy thì Đắc Pháp, Nhật Huệ và Nhật Quang mà đang ở ngoài thường chiếu chúng tôi đều gốc xuất phát từ ở dưới này. Như vậy thì người đi trước lo xây dựng cái nền móng thì cái người kế cũng tiếp tục và tiếp tục mãi cho tới sau khiến cho nó không mất. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái trách nhiệm người đi trước rất là nặng. Nhưng mà người đi trước qua rồi, với cái thời gian tất cả sự vật nó cũng đổ dời thì chùa chiền hoặc là những người tu học nó cũng bị thay đổi. Do đó mà nó có những cái hư hao hay là có cái bại hoại thì cái người kế phải sao? Phải tiếp tục làm bổn phận của mình, chứ không có quyền người trước đã qua rồi tất cả cái công trình của các ngài bị hư, bị hoại thì chúng ta đứng mà nhìn, đó là cái người vô trách nhiệm, đó là cái người không biết công ơn của người trước. Cho nên tất cả chư tăng, chư ni, nhất là người ở tại Trà Vinh phải luôn luôn làm sao để cho cái nôi Phật giáo ngày xưa nó được phát triển và được nảy nở thành một cái nôi tốt, thành những con người tốt ra đời. Thì như vậy nó mới tròn cái bổn phận của mình, chứ không nên để cho nó suy sụp. Thì chúng tôi tuy nhiên không phải thường trực ở đây, chỉ lâu lâu mới chạy về làm một chút ít Phật sự thôi. Nhưng mà chúng tôi không nỡ nhìn thấy một cái công trình mà người xưa để lại rồi nó phải hoại. Cho nên là chúng tôi nhiệt tình nhắc nhở, thúc đẩy cho chư tăng ở đây cố gắng xin để mà chỉnh đốn lại. Thì ngày nay mọi việc đã mãn nguyện, mãn nguyện về pháp lý, mãn nguyện về cái lòng đoàn kết của chư tăng. Nhưng mà còn có cái chưa mãn nguyện. Quý vị biết cái gì không? Tài chánh chưa có mãn nguyện, phải không? Đã có được phép tắc, đã có được cái hợp tác chung lo, nhưng mà còn cái điều kiện nữa là tài chánh. Nếu hợp tác chung lo mà không có tiền thì sao? Thì chắc cũng ngồi đó mớ, không làm gì được. Cho nên kế đó là phần tài chánh. Cho nên tôi nghĩ rằng cái tâm của người Phật tử khi nhìn thấy cái lòng tha thiết muốn duy trì chánh pháp, muốn duy trì cái nền đạo đức lâu bền thì chắc rằng không ai bỏ qua, không ai không chung lo với quý thầy, với quý cô để mà xây dựng ngôi lưỡng xuyên này cho nó được hoàn mỹ hơn và lâu dài nữa. Đó là tôi nói đại khái cho quý vị thấy rõ. Giờ đây tôi chỉ nhắc lại cho tất cả quý vị biết rằng chúng ta là con người, mà nhất là con người đạo đức. Bởi vì là tu sĩ hoặc là tăng hoặc là ni tự đặt câu hỏi, nếu trước mình không có thầy, không có tổ thì ngày nay mình có tu được không? Chắc trăm người như một, không ai nói tu được hết. Mình tu nhờ có thầy độ, mà thầy mình tu được nhờ ai độ? Thì sư ông mình hay là các vị cụ tổ độ. Như vậy người trước giúp cho người kế, người kế giúp cho người sau, mới hiện nay
có người tu. Mà có người tu thì mới có người giảng đạo cho Phật tử nghe. Chứ nếu không ai tu thì Phật tử có hiểu đạo không? Cũng không được hiểu. Thì như vậy thì rõ ràng nhờ người trước tu rồi độ cho người kế tu, người kế tu độ cho người sau tu, mà Phật Pháp mãi còn. Còn bằng cách là mỗi người đều hiểu, đều biết, đều thấm nhuần đạo lý. Nhưng mà muốn được hiểu, được biết thì phải sao? Ví dụ giờ tôi muốn giảng Phật tử nghe thì điều kiện thứ nhất phải sao? Có cái nhà giảng, có cái chùa, phải không? Phật tử mới tới, có chỗ ngồi nghe giảng. Chứ giờ muốn giảng Phật tử nghe kinh, nghe đạo mà không có chỗ thì cũng chịu thua. Cho nên ngôi chùa là một cái nơi quy tụ tất cả Phật tử chung lại để cùng nghe quý thầy dạy, quý thầy giảng và cũng cùng tập tu với nhau. Đó. Chứ còn ở nhà thì Phật tử tại gia công việc bề bộn, con cái đang săn, ồn náo thì giờ tu rất khó. Lâu lâu một tuần hay là nửa tháng tới chùa tu một ngày, một buổi để cho tâm hồn thanh tịnh. Thì như vậy ở chùa là cái chỗ để cho tất cả Phật tử tập tụ họp chung tu hành. Mà nhờ có chùa cho nên mới có thể chúng ta hiểu được đạo. Là có chùa rồi phải có thầy, có thầy giảng. Như vậy thì cái chùa là một cái nơi cần yếu để chúng ta duy trì, chúng ta truyền bá chánh pháp cho được lâu dài. Chứ không thể nào nói truyền bá, nói lo cho đạo mà không có chỗ, không có phương tiện thì không sao làm được. Vì vậy mà cái vấn đề xây dựng hay là kiến thiết lại chùa chiền là cái điều không thể thiếu đối với người Phật tử. Như vậy thì chúng ta là cái người sao biết rõ mình có được đi tu. Mà đi tu á thì cái con người đó thấy như mình đã bước qua một cái chặng đường mới, hay là nói cách khác như mình đã được sanh vào một cái cảnh giới mới. Bởi vì sao? Vì ở nhà thì cha mẹ lo để sống trong gia đình, gọi là gia đình thế tục. Khi mình bước chân vào đạo, được thầy độ, thầy dạy cho tu hành, thì đó là bước chân vào cái con đường chánh pháp. Cho nên ai vào đạo thì đều được có pháp danh, có pháp hiệu, nhưng là như là mình mới sanh một lần. Một lần thứ hai, lần thứ nhất là sanh ở trong gia đình thế tục, lần thứ hai là mình sanh trong gia đình chánh pháp, gia đình đạo. Thì như vậy cái người sanh ra mình ở gia đình thế tục là cha mẹ, người sanh ra mình ở trong gia đình chánh pháp là thầy, phải không? Như vậy thì cái công ơn của thầy tổ đối với người học trò, người đệ tử nó rất là nặng nề. Cha mẹ sanh ra chúng ta thì cái công ơn quá lớn rồi. Nhờ có cha mẹ mà chúng ta có cái hình hài này, nhờ có cha mẹ mà chúng ta được nuôi lớn, được học hành, được hiểu biết, thì cái công ơn cha mẹ không sao kể hết. Mà nếu chỉ có công ơn cha mẹ mà không có công ơn thầy thì làm sao chúng ta hiểu đạo? Cho nên ngoài công ơn cha mẹ ra, chúng ta còn nhớ công ơn của thầy, của tổ đã đem công sức, đem hết cái tâm lực của mình mà giáo hóa, mà chỉ dạy cho đệ tử. Thì người đệ tử phải biết, phải quý,
nghĩ rằng ngày mai mình làm được một chút ít Phật sự đều gốc từ thầy, từ tổ mà ra. Cho nên chúng ta không dám coi thường mà phải hết lòng kính cẩn với những bậc thầy. Đó là cái điều không thể thiếu được. Như vậy thì tất cả chúng ta ai ai cũng muốn làm sao cho Phật Pháp hưng thịnh, làm sao cho Phật Pháp được trường tồn. Phật Pháp hưng thịnh, Phật Pháp trường tồn để làm gì? Ở đây tôi giải thích cho quý vị nghe và quý vị biết rõ thêm. Ở đây tôi giải thích cho quý vị nghe và quý vị biết rõ thêm. Nếu mà Phật Pháp không đem lại cái lợi ích quý báu chân thật cho chúng ta thì chúng ta cố làm, cố duy trì, cố bảo vệ cũng là vô nghĩa. Nhưng vì Phật Pháp quá thiết yếu với con người, với chúng ta, cho nên chúng ta phải cố gắng duy trì một cái của báo, không bao giờ để cho nó bị mất mát. Nói như vậy thì không phải là tôi nói suông. Bây giờ tôi nhắc lại cho quý vị nhớ, tất cả Phật tử tại gia khi vào đạo, tức là quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo thì quý vị phải làm cái gì? Quý vị nhớ không? Tức là phải phát nguyện tam quy, là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Mà nếu phát nguyện tam quy rồi thì quý vị tránh được cái gì biết không? Quy y Phật rồi thì khỏi đọa địa ngục, quy y Pháp rồi thì khỏi đọa ngạ quỷ, quy y Tăng rồi thì khỏi đọa súc sanh. Vì với con mắt giác ngộ của Đức Phật, Ngài thấy rõ ràng chúng sinh sinh tử luân hồi đi trong sáu đường. Sáu đường có ba đường khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Có ba con đường nó được an ổn hơn là người, là nhân, là thiên và Atula. Như vậy thì nếu chúng ta quy y Tam Bảo rồi thì chúng ta tránh được ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì có phải là cứu chúng ta được ra khỏi con đường khổ không? Nhưng mà nói như vậy thì có nhiều người sẽ nói là tôi nói suông, chắc gì quy y Phật mà mình ra khỏi địa ngục, phải không? Thì đây tôi chỉ cho quý vị thấy địa ngục là gì. Quý vị nhớ Bồ Tát Địa Tạng thường thường gọi Ngài là gì? Đó là U Minh Giáo Chủ, phải không? Giáo chủ ở cõi U Minh. U Minh tức là địa ngục. Ngài là giáo chủ của cõi địa ngục. Như vậy thì địa ngục gọi là chốn U Minh. Mà ngày nay chúng ta quy y Phật rồi thì chúng ta hướng theo Phật, tu theo Phật. Mà Phật là giác hay là mê, là tối hay là sáng? Phật là giác, giác tức là sáng. Mà sáng, chúng ta đi theo, nơi theo con đường sáng của Phật thì chúng ta rơi chỗ tối được không? Nhất định là không, phải không? Như vậy thì chúng ta nguyện đi theo đường sáng thì chúng ta khỏi rơi vào chỗ tối. Mà tối là U Minh, là địa ngục. Giờ nguyện trọn đời đi theo Phật thì khỏi rơi vào chỗ U Minh và địa ngục, thì hẳn là lẽ Phật. Rồi quy y Pháp rồi thì khỏi đọa ngạ quỷ. Ngạ quỷ tức là quỷ đói. Tại sao có quỷ đói? Là bởi vì những người trước kia do lòng tham lam, bỏng sẻ, hiểm độc, cái
nên tham lam bỏ sẻ hiểm độc, cho nên đọa làm loài quỷ đói. Bây giờ chúng ta quy y pháp, rồi pháp của Phật dạy chúng ta sao? Một là phải mở cái tâm từ bi rộng lớn. Hai là phải tập tu cho trí tuệ sáng suốt. Như vậy thì mở tâm từ bi thì chúng ta có tham lam, có bỏng sẻn, có hãm hiểm độc hay không? À, chúng ta bớt được tham lam, bớt được bỏng sẻn, bớt được hiểm độc, thì như vậy chúng ta có cái nghiệp phải làm quỷ đói hay không? Thì đâu có nghiệp làm quỷ đói. Như vậy thì chúng ta đã thoát được cái khổ thứ hai. Đến cái khổ thứ ba là súc sanh, là trâu, là bò, là ngựa, là dê, vân vân. Những con vật đó nó có sung sướng không? Nó si mê, nó đau khổ. Mà hỏi tại sao người ta phải đọa làm cái con vật đó? Thì trong kinh Phật nói rõ lắm, do cái nghiệp si mê cho nên chết đọa làm súc sanh. Bây giờ quý Phật tử nghĩ quy y với tăng, tăng là quý thầy, quý cô, mà tăng thì có bổn phận phải chỉ dạy cho Phật tử hiểu rành rẽ cái gì là tội, cái gì là phước, cái gì là thiện, cái gì là ác, cái gì là tà, cái gì là chánh. Biết rành rõ thiện, ác, tội, phước, tà, chánh thì hết si mê. Còn không biết ba cái đó là si mê. Mà biết được cái đó thì mình không có đọa làm súc sanh. Như vậy thì bổn phận của tăng, bổn phận của ni phải giảng cho Phật tử hiểu thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là tội, thế nào là phước, thế nào là tà, thế nào là chánh. Biết rõ cái đó thì hết si mê. Còn không biết rõ cái đó là si mê. Như vậy thì quý Phật tử ngày nay tu theo Phật rồi, cái thiện, cái ác, cái tội phước chắc biết đó, mà cái tà chánh quý vị biết chưa? Biết chưa? Nếu biết thì chắc hay lắm. Có khi tôi nghi có người chưa biết. Quý vị nghĩ có phải không? Bây giờ tôi nói cái tà ở trong người Phật tử đi chùa đây thôi. Quý Phật tử nhớ Phật cho phép mình tham, cho phép mình sân, cho phép mình si không? Tham sân si là cái xấu, phải không? Mà giờ quý Phật tử đi chùa có tham không? Đó là tôi hỏi một lát thôi. Quý vị can đảm nói cho tôi nghe coi, tử nào đem tiền, đem quả, đem hương, đem hoa tới chùa cúng mà không xin đó, có không? Mà xin nhiều hay xin ít? Thí dụ cúng con dĩa quả mà thắp ba cái hương quỳ xin Phật chừng nhiêu? Xin Phật cho con thi đậu, xin Phật cho con làm ăn phát tài, xin Phật cho con không có bệnh hoạn, xin đủ thứ, phải không? Thì như vậy một dĩa quả chừng bao nhiêu tiền, mà xin con thi đậu, xin làm ăn phát tài nhiêu đó cũng chừng nhiêu. Như vậy thì đem cái ít tới chùa để xin cho được nhiều, có tham không? Có tham không? Như vậy thì tham thì tức là mình không có chánh rồi, là tà rồi, phải không? Như vậy đến với đạo mà mình không chánh, mà không chánh tức là tà. Như vậy thì quý vị chưa có biết người tu, mà quý vị nhớ Đức Phật thường dạy sao không? Phật dạy rằng ta không có quyền ban phước xuống quả cho ai, mà mỗi người tự làm lành thì được quả lành, làm ác thì bị tội ác, phải không?
làm thì được cái quả làm, mà làm ác thì sẽ bị cái tội khổ bởi ác. Chứ Phật đâu có cho, nếu cho Phật không có nói nhân quả, thấy không? Nhân quả mình làm cái nào thì được hưởng cái quả nấy, mình làm lành thì hưởng quả lành, mình làm ác thì chịu quả ác. Đó là lý nhân quả. Mà hiểu được lý nhân quả thì không có cái tà, còn không hiểu thì tà. Như vậy thậm chí có người không những tới xin Phật thôi mà còn đi xin với ai nữa, quý vị gì nhớ coi, quý vị có đi xin với ai nữa không? Nếu nghe nói cái miếu nào linh, phải không, cái đền nào mà được xin gì được nấy á, thì quý vị có đi xin không? À đó, mà như vậy cái đó tà chăng? Như vậy tôi nói để cho quý Phật tử hiểu, chúng ta phát nguyện quy y Tam Bảo rồi thì phải đi đúng cái đường đó thì khỏi cái si mê, còn đi đường khác thì bị si mê. Như vậy thì giả sử người Phật tử nghèo mà nói rằng cái đền kia linh lắm, mình đem lại cúng một con gà hay là một dĩa quả cái thì cho mình làm ăn phát tài à, nghe vậy tin không? Quý vị tin không? Nếu là người Phật tử thì chúng ta không bao giờ tin như vậy. Người Phật tử phải biết rằng cái nhân mình tạo thì cái quả mình mới hưởng, mà như không mình lại xin thì làm sao người ta cho được, phải không? Như vậy cho nên ngày xưa có một ông trưởng giả là trong kinh gọi tên là Út Già Trưởng Giả. Đức Phật khen ổng có 8 điều chưa từng có, và trong đó có một điều ổng kể lại. Ổng nói rằng giả sử con đau, con sắp chết, có một người nào đó đem một lá bùa, đem một câu thần chú tới, nói, ông uống lá bùa này, ông đọc câu thần chú này thì ông hết bệnh, ông sống. Thì ổng nói thà là con chết chứ con không uống lá bùa, con không đọc câu thần chú đó. Vậy nghe không? Tin như vậy mới là chất tính. Còn Phật tử mình bây giờ giả sử đau mà ai có lá bùa gì đó uống cái lành thì có chịu uống không? Chắc là bái bái mà xin liền hả? Thấy không? Như vậy mới thấy rằng chúng ta tuy rằng tu Phật mà còn cái tà nhiều, chưa có chánh hoàn toàn. Vì vậy mà Phật tử phải nhớ, chúng ta phải can đảm, phải chấp nhận tu là phải đi, phải nhìn đúng cái lý nhân quả của Phật dạy. Không có cái bỗng nhiên đến cho mình, đến bằng cái tốt, đến bằng cái xấu cũng đều là nhân của mình đã gây. Bây giờ tôi hỏi quý Phật tử, nếu có một người nào đó họ chưa từng nói một lời nặng mình, họ chưa có từng xử sự xấu với mình, thì gặp người đó mình chửi được không? Chửi được không? Tự nhiên không có. Còn nếu có người nào mà gặp họ mình muốn chửi, tức là sao? Tức là họ đã làm khổ, mình bực bội nhiều rồi, cho nên thấy mặt thì muốn chửi họ. Thì như vậy có nhân mới có quả chứ, chứ như không làm sao có. Vậy mà Phật tử cứ đổ thừa, tại sao người đó vô cớ mà chửi tôi, thấy không? Mình giận họ, không ngờ mình đã làm họ, họ buồn, họ tức gần nứt hầm họ rồi, nên đi gặp mình nó mới chửi. Hiểu vậy thì họ chửi cái mình biết thôi rồi, mình đã làm một khổ lắm, bây giờ họ chửi ra tha thứ bỏ qua đi, nhịn để mà đền cái tội trước của mình. Như vậy thì nó yên ổn vô cùng. Cái này không dám nhận lỗi của mình, mà ai tới nói nạn một câu, làm cái gì khó một chút thì cứ đổ thừa tôi vô cớ thôi mà. Vô cớ mà họ làm, thì ra không có cái vô cớ.
mà có nhân rồi mới có quả. Hiểu như vậy là cái nhìn chánh, nhìn đúng, và hiểu khác là không đúng, không chánh. Như vậy thì tôi nói bao nhiêu đó để quý Phật tử ngồi kiểm lại coi mình chánh hay chưa. Nếu chánh thì nhất định khỏi có trở lại làm súc sanh bao giờ, sẽ là được đi đường tốt. Chỉ là nó tham quy thôi mà quý vị thấy cũng là một cái việc rất là quan trọng rồi. Giờ tới ngũ giới, quý vị tu, quý vị thấy rằng mình theo Phật thì Phật bắt giữ ngũ giới, có phiền cho mình không? Có trở ngại cho mình không? Ở đây, quý vị nhớ, tất cả chúng ta có mặt trên đời, có người nào mà không quý mạng sống mình không? Dù cho người tật nguyền, họ cũng vẫn quý, vẫn trọng mạng sống của họ. Huống nữa là cái người lành lẽ, mạnh khỏe như chúng ta, ai mà không quý mạng sống? Mạng sống mình quý, mình trọng, thì mạng sống người khác mình phải làm sao? Thì phải kính, phải trọng. Cho nên Phật cấm không được sát sanh, là không được giết người. Nhưng mà sau này quý thầy dạy kỹ hơn quá rồi đó, con ruồi con muỗi con không được giết, cái này thôi phần tử không dân tù đó. Tu mà ruồi muỗi không giết làm sao đó. Cái đó là tại quý thầy dạy kỹ quá chứ không phải Phật tử là không được giết người đó. Giết người hoặc là tự tay giết, hoặc là dùng miệng sứ bảo kẻ khác giết, hoặc thấy hoặc nghe người ta giết mình vui mình thích, đó là phạm tội sát sanh. Vì mạng người là tối thượng, mình đã trọng mạng mình quý thì mạng người mình cũng phải trọng, thì đó là một lẽ công bằng. Vì vậy mà trước hết chúng ta phải giữ cái giới không giết người, vì đó là cái điều quan trọng thứ nhất. Như giờ được mình được có mạng sống rồi, kế đó là cái gì cần thiết nữa? Kế đó là tài sản, phải không? Tài sản là huyết mạch của mạng sống. Vì vậy mà tới cái thứ hai, Phật cấm không được trộm cướp. Vì mình muốn sống thì phải có phương tiện, có tài sản. Mà tài sản nó mất rồi thì mạng sống mình bị khô kiệt. Cho nên nói rằng tài sản là cái mạch sống của con người. Bây giờ mình biết tôn trọng mạng sống thì phải tôn trọng tài sản của người. Mình không muốn người ta xâm phạm tài sản của mình, vì đó là mạng sống của mình, thì tại sao mình lại xâm phạm tài sản của người? Nó không có lý, phải không? Cho nên cái thứ hai là Phật bắt phải không được trộm cướp. Đó, thì như vậy quý vị thấy nó quan trọng không? Nên đó mới là công bằng, đó mới là biết tôn trọng sự sống cho nhau. Rồi được mạng sống tốt, được có tiền của đầy đủ, rồi tới cái gì nữa? Cái hạnh phúc gia đình, phải không? Có tiền được sống khỏe mà gia đình tan nát, quý vị chịu không? Chắc không ai bằng lòng. Cho nên được sống thì phải có tiền có của thì phải gia đình hạnh phúc. Đó là cái điểm thứ ba không thể nào thiếu được. Mà muốn gia đình hạnh phúc thì sao? Thì người chồng, người vợ phải ăn ở thủy chung với nhau, phải không? Nghe là một vợ một chồng thủy chung thì gia đình hạnh phúc. Còn nếu mà người chồng, người vợ gì đó mà có cái bệnh tà bại, có gia đình rồi mà còn ngoại tình, thì gia đình nó còn hạnh phúc không? Đó là tan nát. Như vậy thì quý vị thấy ba cái điều: không được sát sanh, không được trộm cướp, không được tà dâm, là bảo vệ cái giá trị mạng sống, tài sản và hạnh phúc cho gia đình của mỗi Phật tử.
Như vậy thì nó là một vấn đề thiết yếu trong cuộc sống, không thể thiếu được. Nên người Phật tử phải nhớ giữ ba điều đó. Mà đến cái điều thứ ba đó, thì quý vị thấy, nếu nói theo ngày nay, thì người nào chỉ một vợ, một chồng, thì có thể bị những cái bệnh hiện thời, bệnh gọi là bệnh thời đại đó, có bị không? Tức là bệnh SIDA, là bệnh S gì đó. Nghĩa là nếu một vợ một chồng có bệnh đó không? Thì đâu có. Như vậy thì nhờ giữ giới không tà dâm, gia đình được hạnh phúc mà tránh khỏi những cái bệnh nguy hiểm của thời đại. Thì như vậy quý hay không? Giờ đến cái thứ tư. Thứ tư là xử sự trong gia đình và ngoài xã hội. Tất cả người trong xã hội hay là người trong thân quyến mình, mà nếu cái người nào họ hay dối gạt thì mình tin người đó không? Tức là không tin. Mà không tin thì có thương người đó được không? Không tin thì không thương. Mà muốn cho những người xung quanh mình tin, mình mến, mình thương, thì người đó phải sao? Phải là chân thật, phải không? Nói năng thật thà với nhau, nói đúng, nói phải, thì mình mới tin, mới thương. Cho nên người nào mà xảo trá, dối gạt thì người đó ta không tin, không thương. Như vậy thì được ở trong gia đình êm ấm rồi, mà ra ngoài láng giềng, ngoài xã hội chúng ta xảo trá lường gạt thì tự nhiên chúng ta không làm sao cho ai tin được. Mà sống trong xã hội này người ta không tin mình thì mình là cái người sao? Người hạnh phúc và người cô đơn, là người cô đơn nhất. Người tới đâu không ai dám tin hết, nói gì không ai nghe, thì còn cái buồn nào bằng. Cho nên tới cái giới thứ tư là bắt buộc mình đừng có dối gạt, đừng có nói dối gạt nhau. Đó, dối gạt bằng cách này, bằng cách nọ gì cũng là cái cớ để cho cái uy tín mình mất. Mà mất uy tín thì sao? Chung quanh bà con, chung quanh quyến thuộc mà không ai tin mình hết, thì đó là cái cô đơn, đáng buồn, đáng khổ. Như vậy thì cái giới thứ tư là giữ để cho mình tiếp xúc với người trong xã hội, ai cũng quý, ai cũng tin mình, cho nên không được nói dối. À, thì quý vị thấy nó là vấn đề hết sức là then chốt. Đến cái giới thứ năm, quý vị nhớ làm sao? Cấm cái gì? Giới thứ năm là cấm uống rượu. Mà ở rượu hồi xưa chỉ có rượu nấu bằng nếp, và bây giờ người ta gọi là rượu gì? Rượu vang nữa thôi. Còn bây giờ có nhiều thứ rượu, nó hơi khác một chút, cho nên gọi là rượu mạnh, và có rượu nhẹ nữa, phải không? Bây giờ cấm thì theo tôi thì nên cấm uống rượu mạnh và cấm uống sai. Nếu rượu nhẹ uống sai cũng không được. Rượu nhẹ như rượu gì quý vị biết không? Nó thuộc lòng quá. Như vậy thì cấm uống rượu mạnh và cấm uống sai. Tại sao phải cấm? Bởi vì con người chúng ta sinh ra nó có hai điều kiện hết sức là thiết yếu. Sự sống của chúng ta có giá trị là nhờ có trí tuệ, thông minh. Cuộc sống chúng ta được an vui nhờ thân thể mạnh khỏe, phải không? Thân thể mạnh khỏe, trí tuệ sáng suốt thì đó mới là con người xứng đáng ở trong xã hội. Mà nếu người uống rượu sai rồi thì cái trí tuệ họ còn hay mất. Cái sai rồi như kẻ điên, nói bậy làm bậy, thì như vậy tự mình hủy hoại cái trí tuệ của mình. Mà hủy hoại trí tuệ của mình một lần thì nó giảm đi 1%, hai lần giảm 3-4%, mà nhiều lần thì cái kiệt, thì thành nó kẻ khờ, kẻ ngu. Như vậy thì
tự mình sát phạt mình, chứ không ai hại mình hết. Mình làm cho mình tiêu mòn cái trí tuệ, rồi cái trách sao tôi dịch học không thuộc bài, phải không? Ai nói thì tôi quên liền, tại vì mình đã phá hoại nó rồi. Cho nên Phật cấm không được uống rượu mạnh, uống say, vì nó hại cho cái trí tuệ của mình. Đồng thời uống rượu mạnh bây giờ còn thêm hại cái gì nữa? Đó, nếu uống rượu mạnh uống nhiều thì chai gan, hại gan nữa. Thì như vậy là phá hai cái, phá trí tuệ, phá cái sức khỏe của mình, phải không? Mà ai sống ở trên đời này muốn mình ngu, muốn mình bệnh hoạn không? Hai cái đó là không ai muốn hết. Như vậy mà nếu mình uống rượu mạnh, uống sai thì đó là mình bị hai cái bệnh, vừa là ngu, vừa là mất cái sức khỏe. Đó, thì như vậy có quan trọng không? Nhưng mà gần đây thì tôi còn tăng thêm cái giới thứ năm đó nữa. Quý vị biết tăng cái gì? Không được hút có phiện, không được xì ke ma túy. Đó, bởi vì mấy cái đó còn nguy hiểm hơn rượu nữa. Nếu mà người Phật tử giữ được năm điều đó thì quý vị thấy có xứng đáng là người Phật tử, xứng đáng là một cái con người ở trong xã hội này không? Chúng ta sống bằng cách tôn trọng mạng sống của người, chúng ta sống bằng cách tôn trọng cái tài sản của người, sống bằng cách tôn trọng hạnh phúc gia đình của người. Mình tôn trọng của người tức là tôn trọng của mình, phải không? Như vậy rồi không dối gạt nhau, không có say sưa, không có hút có phiện xì ke ma túy, thì người đó quý Phật tử nhìn lại coi người tốt cỡ nào, hết sức là xứng đáng cho một cuộc sống. Như vậy nếu ở trong xã hội một xóm một làng nào mà quý Phật tử đều giữ tròn năm giới như vậy hết á, thì cái xóm làng đó có buồn, có giận, có cãi lộn nhau không? Chắc không có đâu, phải không? Bởi vì đâu có sợ ai trộm cắp của mình, đâu có sợ ai lừa gạt gia đình mình, vân vân. Thì như vậy đâu có chuyện gì mà làm cho chúng ta phải phiền muộn. Như vậy thì sống ngay trong cái xã hội này nó được tốt đẹp, nó được quý giá vô cùng. Mà cho tới nếu mà giữ tròn năm giới hết một xóm như vậy thì xóm nó ngủ cho khỏi đóng cửa mà, phải không? Có ai cắp trộm của mình sợ? Như vậy thì nó thấy rằng chúng ta khéo tu Phật chỉ là một bước đầu thôi. Quy y Tam Bảo và gìn giữ năm giới đã đem lại cho chúng ta một cuộc sống rất là xứng đáng, rất là đẹp đẽ. Mà nếu tất cả chúng ta nhắc nhở nhau, khuyến khích nhau, chỉ dạy cho nhau cùng giữ như vậy thì cái xã hội đẹp hay sao? Đẹp quá chừng, phải không? Như vậy thì cái giáo lý Phật dạy là đem lại cái lợi ích lớn lao cho con người, đem lại cái lợi ích đó không những cho đời này mà kể cả đời sau nữa. Nếu mà quý Phật tử giữ tròn năm giới rồi, khi sắp nhắm mắt quý Phật tử biết mình sẽ đi đâu không? Biết không? Có Phật tử tới thăm hỏi anh chị sống giữ tròn năm giới thì chết anh chị đi đâu? Quý vị biết không? Đó là quý Phật tử chưa nắm vững cái đường lối tu của Phật. Vì trong kinh Phật dạy, giáo lý của Phật cái chia ra là ngũ thừa Phật giáo, nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa. Thừa là gì? Là cổ xe. Đó. Như bây giờ quý Phật tử ra bến xe tại Trà Vinh này và muốn đi gần lên trên Vĩnh Long thì quý vị phải mua vé xe nào? Xe Vĩnh Long. Mua vé xe Vĩnh Long, lên ngồi xe Vĩnh Long thì sẽ đưa mình tới Vĩnh Long, phải không? Còn nếu quý vị nào muốn đi lên trên thành phố,
thì phải mua vé xe thành phố. Mua vé xe thành phố thì đưa mình tới thành phố. Thì người nào muốn đi ra Nha Trang, mua vé xe Nha Trang sẽ đưa mình tới Nha Trang. Người nào muốn ra Huế, mua vé xe đưa ra Huế. Người nào muốn ra Hà Nội, mua vé xe sẽ đưa mình tới Hà Nội. Thì như vậy, xe đi đường gần, xe đi đường khá khá trước, xe đi đường rất xa đều có mỗi chiếc xe riêng. Bây giờ Phật tử tu về giữ năm giới đó thì gọi là cái gì Phật giáo? Gọi là nhân thừa Phật giáo. Cái giáo lý đạo Phật dạy chúng ta được làm người tốt hiện tại và khi nhắm mắt trở lại làm người tốt ở vị lai. Nà, hiện tại tốt, vị lai càng tốt hơn. Tại sao vậy? Nếu hiện tại mà không sát sanh, không giết người thì đời sau sanh ra cái sống dài, sống lâu. Không có trộm cắp của người thì đời sau sanh ra thì có của nhiều, không bị hao mất. Không có tà dâm, rất là không có xâm phạm ngoại tình với người khác thì đời sau sanh ra thì đẹp đẽ trang nghiêm. À, không có dối gạt người thì đời sau sanh ra nói ra thì ai cũng tin cũng quý, mà nói rất là lưu loát thông minh. Còn không có tập uống rượu xì ke ma túy thì đời sau sanh ra trí tuệ sáng suốt. Thì như vậy đời này đã tốt mà đời sau ra còn tốt hơn nữa. Thì như vậy thì tu chỉ giữ năm giới thôi mà chúng ta đã có được một con đường đi cụ thể. Cho nên giả sử Phật tử chỉ giữ tròn năm giới mà khi mình bệnh nạn, bà con tới thăm hỏi anh hay là chị chết sẽ đi đâu thì chúng ta nói đi đâu, thì cười tôi sẽ trở lại làm người tốt hơn đời này. Cũng như chiếc xe cũ tôi hư, tôi sẽ sắm chiếc xe mới đẹp hơn, phải không? Như vậy có gì đó mà sợ. Như vậy thì chúng ta tu để cho cuộc sống này tốt đẹp, bình an, mà cuộc sống kế tiếp càng tốt đẹp hơn. Đó là một cái bước rất là thấp của đạo Phật đó. Mà chỉ bao nhiêu đó thì quý Phật tử thấy chúng ta sinh ở đời làm được năm điều như vậy thì xứng đáng là con người tốt. Rồi tương lai chúng ta cũng được an lành, không có lo sợ. Còn hiện giờ chúng ta chết, nhất là gần chết chúng ta sợ. Sợ cái gì? Một là sợ xa lìa thân quyến, hai là sợ mình đau đớn khó chịu, ba là sợ biết chết rồi mình ra sao, thân phận mình ra sao, phải không? Như vậy thì bây giờ chúng ta giữ tròn được năm giới rồi thì cái sợ thân phận ra sao không còn nữa, mà chúng ta yên lòng rằng chúng ta sẽ được cái thân làm người tốt hơn đời ngày. Thì quý vị Phật tử thấy chỉ bao nhiêu đó mà Phật tử tu được là đã có một cái nguồn an vui trong cuộc sống hiện tại, mà được thảnh thơi, không lo không sợ cho tới ngày mai. Như vậy tu có hữu ích hay không? Tu có lợi gì cho đời, cho xã hội hay không? Đó là một vấn đề hết sức là quan trọng. Cho nên tôi chỉ nói rằng chúng ta chỉ cần duy trì, truyền bá tam quy ngũ giới thì đã làm lợi ích cho đời, cho xã hội quá nhiều rồi. Như vậy thì đạo Phật đâu những là một cái đạo dạy chúng ta tu để được giải thoát, để giác ngộ cao siêu đó, mà còn xây dựng cái xã hội đẹp đẽ hiện tại này. Cho nên giáo lý của đạo Phật là những cái giáo lý chân chánh hữu ích cho đời, mà chúng ta tu lại không biết. Nhiều khi Phật tử tu mà ngũ giới không thuộc nữa, thuộc hết không, chắc con người cũng không thuộc luôn nữa. Bởi vậy cho nên tôi đề nghị quý thầy trụ trì tương lai, thì khi nào Phật tử mỗi tháng lại sám hối, yêu cầu phải đọc lại tam quy ngũ giới
nhắc tới nhắc lui cho nhớ, chứ là sám hối tội đâu đâu không mà không nhớ tam quy ngũ giới có phạm hay không, thì cái đó là cái khuyết đó. Bởi vậy cho nên chúng ta phải nhắc tới nhắc lui cho Phật tử nhớ tam quy ngũ giới là cái gốc của sự tu hành. Quên cái đó mà tu cái gì thì cũng không chắc là hay. Cho nên người nào phát tâm tu theo Phật thì quý vị phải cố gắng, phải thực hiện cho được cái điều đó. Đó là cái chỗ mà tôi thấy Phật Pháp quá là tuyệt vời. Phật Pháp rất là chân thật, nó đưa chúng ta từ cái an lạc trong cuộc sống hiện tại tới cái vui vẻ của tương lai. Chứ không phải Phật Pháp chỉ như chúng ta hiểu, nghĩa là tới xin cái gì Phật cho đó là tốt và không cho cái buồn, không phải vậy. Mà đó là cái Phật Pháp dạy chúng ta sống đúng là một con người, đúng là một cái người tỉnh, sáng, xứng đáng làm con người. Như vậy thì nói tới Phật Pháp thì giá trị cao siêu không thể lường hết được. Tôi chỉ dẫn một đoạn nhỏ, thấp cho quý vị thấy, nhớ để mà tu. Rồi còn những phần khác, khi nào thuận tiện sẽ học, sẽ nói thêm. Như vậy thì hôm nay là cái ngày lễ động thổ xây lại cái ngôi chùa Lưỡng Xuyên, là cái nơi của Phật giáo miền Nam. Ngày xưa các tổ phục hưng từ ở nơi đây, thì ngày nay tôi cũng mong rằng chư tăng chư ni ở tại Trà Vinh này cũng noi theo cái gương trước mà ráng gìn giữ, ráng duy trì, làm sao cho ngôi chùa Lưỡng Xuyên càng tốt đẹp hơn xưa và sự tu hành càng hay, càng quý hơn xưa. Thì đó là chúng ta xứng đáng kế thừa của các đất đến tiền bối, các bậc tổ tiên chúng ta. Còn nếu không như vậy thì chúng ta đã quên, đã phủ nhận cái công ơn người xưa, thì chúng ta không xứng đáng là một người có đạo đức. Vì vậy mong rằng quý vị cố gắng thực hiện cho được và cố gắng lo cho thành. Ngoài ra quý Phật tử cũng nên phát tâm ủng hộ giúp đỡ cho quý thầy làm được thành tựu cái công tác này, thì đó là cái điều hết sức tốt. Quý vị đừng ngỡ rằng tôi tới đây là tôi đem tiền về đây để cho quý thầy đây cất, không có đâu, tôi không có xung con nữa hết. Tôi chỉ ra công, chỉ nhắc nhở vì cái lòng của chúng tôi không bao giờ đành thấy cái gì của người xưa gầy dựng, quý báu, tốt đẹp mà để cho nó phải bại hoại. Cho nên tôi phải cố gắng, nhưng mà tuổi tôi thì nó không cho phép tôi làm được nhiều hơn nữa. Vì vậy mà trông cậy vào chư tăng chư ni ở tại địa phương sẽ tiếp nối, sẽ làm được những cái việc tốt đẹp hơn ngày nay và duy trì chánh pháp được sáng rỡ, gia đình có để lu mờ. Đó là cái nguyện vọng của tôi. Vậy thì hôm nay cái buổi giảng của chúng tôi tới đây là hết. Cầu mong tất cả tăng ni và Phật tử lãnh hội được cố gắng làm cầu của Phật của mình. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trước khi dứt lời và tất cả chắp tay hồi hướng của chúng tôi, nguyện